Ừ, một chơi, một chơi và là dáng như thế này thôi. Ôi, cái còn con kia thì bao nhiêu? Đang kéo kéo. Đây. Đó đây à. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Hàng lướt, hàng lướt. Đúng đấy anh. Quả chi chít đấy. Đấy, hàng 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 ô tô. Hàng máy lạnh. Hàng máy lạnh. Ra cái... Hôm nay mà mày bỏ qua của anh thì tìm... Bỏ qua thế nào được? Hôm qua hàng ra nhưng mà hàng già... Sao tưởng vừa nãy chuyển đi đâu rồi? Ông... Đang quay vụ giao dịch con kia kìa. À thế à? Chờ một tí nhá, chờ một tí lấy xe, thấy tiền cái đã, thấy tiền cái đã. Thấy tiền cái đã. À đấy. Ôi giời. Đẹp quá nhỉ. Cái chỗ sản xuất được giá 15 triệu anh lại bán. Ôi vừa bán cái này rồi. Đón từ xanh. Vừa làm một quyển rồi chả biết bao nhiêu. À có cái ông nào ở trên đấy mà ông cứ hỏi số mua cái dúa với cái gạo mà lại đọc lại số của ai đấy. 082 99 88168 số số của ông xã đấy nhỉ. Của em đấy. À thế. Con này trước nó ở cả nguyên là hòn đá to ấy. Nó đổ xong không có nước quay. Ở đây thấy thấy tiền, thấy mùi tiền. Mùi tiền. Hương đẹp trai đi. Bao tiền đấy? Bao tiền? Mùa. Múc lại luôn. Bác nào mua đấy? Trong nhà mua. À. Một chơi và là dáng như thế này thôi. Ôi cái còn con kia thì bao nhiêu? Đang kéo kéo. Đấy. Đó đây à. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Hàng lướt, hàng lướt. Đúng đấy anh. Quả chi chít đấy. Đấy, hàng 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 ô tô. Hàng máy lạnh. Hàng máy lạnh. À, nhặt được cái túi của anh em bỏ quên đây rồi. Cái đẹp này mà giờ mình mới nhìn thấy nhỉ. Giờ có một cái hàng lướt đi qua. Em để bị ấm quá nên là không chơi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó này hơi ít nắng. Chứng tỏ toàn nhốt hàng đẹp ở nhà, không ai biết. À, sáng không biết sao mà không bắt. Không tư duy được à? Anh có nhiều quả lắm nhé. Hả? Đang đẹp bao quả. Đấy mà. Nó ổn định. Cái này là cái xanh này đây mới phun thuốc. À đây nó làm. Có chủ rồi. Hoa nó có chủ rồi. Hoa nó có chủ rồi. Ra. Hòn đá tự nhiên luôn đấy. À thế cây gạo là bán rồi. Ở nhà em còn nhiều mà. À đấy, nhà còn nhiều nhá. Không phải chỉ riêng ở đây đâu. Nhà còn cất nhiều đồ quý lắm. Con này có nó cái tán nó phi ra hay nhỉ. Quên chưa hỏi cái này là bao tiền đấy. Em bán 8 triệu. 8 triệu anh em. Hai cái hòn đá này đẹp nhỉ. Đá nhiều như thạch anh. Đá ơi, cái phân xanh này phân gì đấy? Đâu phần xanh đâu, cái phần này đây, phần này nhé, phần ý là con lan đấy. Lan, 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 tím như xanh rồi mà xanh. Trong nó có tội gì không hả? Hả? Nó có tội gì không? Có chủ rồi. Có ngành rồi đấy. Chủ rồi. Bán cho ông nào đấy? Cháu biết cái anh đi rồi. Ừ. Chuyển khoản ông anh đi mà. À. Đấy. Con đá này kinh đấy. Em muốn giữ con này nhưng mà không có lắng để nó xấu, bị xấu cây đi. Kinh nhỉ, lành, rất là lành, tự nhiên. Đẹp quá. Hôm nào anh vào, à có cái hầm xiêm sai hoa lắm anh ạ. Đẹp ở trong cái chút rồi. Đáng sổ. Nào anh dành như thế. Cây nhà mình là vẫn để ở chỗ Đồng Mai miếng gì đúng. Vâng, nhưng mà các cây đẹp vẫn để ở nhà. Sửa, chưa khóa đâu. Nghe Hà Đông được không? Chưa khóa đây. Cây này cũng đẹp này.
làm lại chìa khóa các loại là cây trồn sửa chữa. Ôi, cảm ơn bà chủ nhá. Sang phục vụ ông công coi. Đấy, quay phục vụ nghệ nhân đây. Vừa nãy thấy mùi tiền sang không? Gai đấy. Nổ số, nổ số, nổ số. 0906 0906 799 799 866 866 Ai yêu vào phòng kín. Phòng kín nhá. Không báo giá công khai. Thực sự hiểu cây thì mới hỏi nhá. Đúng không? Cửa tiền bao nhiêu? Dạ cô. Cửa không nói đúng không? Con này không phải lời, rất dễ mua. Con này về làm đá đấy, đẹp. Làm kiếm đá rồi. Con này này, nhà nó đang như này cho nó. Ý em là làm cái đá đây ông. Ừ, hoặc là ông cường đây. Cho cái này nó đè lên hòn đá. Đẹp luôn. Cho bà đang nghe của chuồng cắn vào đấy, của dép của thanh lân củ. Đấy, biết giá đấy. Cái gì là chẳng áo hầu đó, tạc xanh như xanh ngâm biển. Xin phép bước qua cây của bác nào cái nhá. Chỉ được đi triển lãm luôn. Không cần phải tác động gì nữa. Đây, đinh lăng này chuyển hết sang đây sao đấy? Đinh lăng chuyển hết sang đây đấy. Bán hết thuốc ra truyền rồi. Ôi là mùi cho nó mệt người. Đúng rồi. Mụn nhọt đây mình. Mụn nhọt đây mình. Mụn sạch luôn. Quả khô rồi mẹ. Thuê vài lần năm thì thôi rồi đúng không? Xong rồi mà. Xong hết chưa? Đây là to cắt đi cái làm thì đây là xong. Đấy, lên rồi. Đông đấy. Có rồi đấy. Chỗ này mà có làm thì đến đây lại xong nữa. Ừ, có để hết. Đi. Có hết. Chậu bát tiên. Bát tiên. Quá đẹp luôn. Cánh rơn. Con em chưa chụp hàng sang em mà không mua cái kia là nán cái này đó. Ừ. Nó bắt cái này. Hôm nay ăn hai cây của ông nào đấy? Cây năm sọc. Kinh nhỉ? À, hai cái cây hoàn thiện kia. Cây vàng phun đều phun. Con bà mai mà con đáng lắm. Nhưng ông ấy tư duy cũng lạ lắm. Mình chúng đang làm đá ở vườn mà. Con đang làm kiểu treo thế này. Hay quá. Cốt rất chất lượng đây. Chúc con này càng khô. Anh em nhìn cái là thấy thèm đấy. Quá đẹp luôn. Thực sự thích cây thì xin liên hệ. Xin liên hệ. Đã dám liên hệ là kiểu gì cũng có quà. Chính xác. Nhìn đẹp. Thì giữ nhưng mà ngoài không giữ đâu. Đẹp trai, đẹp như chủ ngày xưa. Rồi, đây chắc sớm bay thôi. Rồi. Chúc mừng anh. Anh Trung này. Đấy, sang của anh Trung cái. Si này là bao tiền anh nhỉ? 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đây, còn là làng này. 15 triệu. Anh em nhá. Dáng tổ dân phố lùn tịt luôn. Dáng này dáng tổ dân phố. Xanh Hà Nội dáng tổ dân phố. Này xong cây chưa đến 20 phân 18 phân. Điền 18 cm. Điền nhập khẩu Hà Nội. Đấy. Ôi. Thả vách xuống là đẹp. Anh em nhé, tất nhiên là đừng có làm phiền là được, thiện chí mua cây chứ đừng có trêu ghẹo gì nữa anh em nhé. Cả dưới này đấy anh nhỉ? Của cây đấy. Ừ. Quay đấy. Quay. Cứ alo trung dầu rồi. Đây, quanh như thế này đấy. À, cọc vàng đấy. Bao giá? Đấy,
đấy còn đi tầm đồ 3 triệu, 3 triệu thôi. Ra đây để... Quanh quanh 3 triệu. Đấy, để quay lên cho khách hỏi thì còn biết mà trả lời. Phỏng vấn. Nghệ nhân ẩn mình quá, không biết. Phải đặt lên ghế. Đấy, cái mai này bao nhiêu bác? Mai 9 triệu. 9 triệu. Không, nhiều khi làm khó khó này anh em tò mò. Quay cũng phải cổ cổ ấy, nhiều người quay xem. Thế mới gọi là chợ. Đây voi con thông này. À, có cả thông nữa. Thông đấy thì là bao nhiêu tiền đấy bác cả? Thông này 3 triệu. 3 triệu, thông thông lá 2. Lá 2. Nào, nghệ nhân nổ số phát nào, nghệ nhân đến từ vùng nào đây? Nghệ nhân đến từ An Khánh. À, An Khánh, nhìn quen lắm. Đấy, nghệ nhân có số không? Số điện thoại. Có số. À, nghệ nhân nổ số để cho anh em biết này. Không, không gì nhỉ? Dạ. Nghệ nhân đi. 0978. 0978. 839. 839. 582. 582. Cao kế. Có phải ngày tháng năm sinh không đấy? Ngày tháng năm sinh đấy. Rồi, rồi, cao kế. Rồi, anh em đến giao lưu nhá. Chúc bác cả thành công. Ok, kết thúc phiên chợ đây các bác. Làng kia còn rất nhiều nhưng mà thôi. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo. Vâng, thì có gì